Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ trên kênh VTC14 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong nhiều ngày qua thì gió mùa Tây Nam trên khu vực các tỉnh phía Nam còn hoạt động với cường độ mạnh nên cả trên đất liền và trên biển trời nhiều mây và có mưa rông. Trong đó tại Cà Mau và Bình Dương đã có lốc xoáy mạnh làm sập nhiều nhà dân khiến cho 2 người bị thương. Riêng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp cũng đo được gió giật mạnh với cấp độ gió là 17 m/s. Thưa quý vị và các bạn, dự báo ngày hôm nay kéo dài cho đến 2 và 3 ngày kế tiếp thì gió mùa Tây Nam sẽ còn hoạt động với cường độ mạnh nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong đó, thời đoạn mưa lớn tại Nam Bộ tập trung trong khoảng chiều tối đến tối và ở Tây Nguyên xảy ra muộn hơn từ chiều muộn đến đêm. Bà con trong khu vực tiếp tục cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, đặc biệt là gió tại các huyện ven biển Nam Bộ sẽ còn mạnh cấp 4, cấp 5, tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần hết sức lưu ý. Nên nhiệt độ trên khu vực tiếp tục ở ngưỡng mát mẻ, cao nhất là từ 26 cho đến 29 độ ở Tây Nguyên và không vượt quá 32 độ ở Nam Bộ. Trái ngược hoàn toàn với thời tiết mưa rông tại Nam Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ do ảnh hưởng của khối không khí nóng nên trời ít mưa và có nắng nhiều. Một vài nơi còn có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 34 cho đến 36 độ. Một số nơi với ảnh hưởng của địa hình như là Tương Dương, Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Con Cuông của Nghệ An còn xấp xỉ ở ngưỡng từ 36 cho đến 37 độ. Và phải sang tới ngày 21 tháng 6, nhiều khả năng toàn khu vực ven biển Trung Bộ sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rông trên diện rộng, nên nhiệt độ suy giảm, nắng nóng có cơ hội được dập tắt tại các tỉnh phía Bắc của khu vực. Với những phân tích trên thì thời tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước như sau. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong cả 3 ngày tới, thời tiết chủ đạo ở đây là mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đặc biệt tập trung trong đêm ngày 19 và kéo dài cho tới sang ngày 20. Nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ, phổ biến từ 29 cho đến 32 độ, và độ ẩm tăng lên, tiết trời chuyển mát mẻ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong 2 ngày là ngày 19 và ngày 20 tháng 6, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào đêm và rạng sáng. Ban ngày trời vẫn có nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Trời mát mẻ, sang ngày 21 thì ban ngày trời nhiều mây và có mưa, nền nhiệt giảm thêm, cao nhất dao động từ 28 cho đến 31 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới tại đây và ban ngày trời vẫn có nắng, phía Bắc có nắng nóng nhẹ với mức nhiệt cao từ 33 đến 36 độ. Sang ngày 21 thì trời chuyển nhiều mây, đến chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nắng nóng suy giảm dần, nhiệt độ trưa chiều giảm từ 1 đến 3 độ, phổ biến từ 30 cho đến 33 độ. Đến với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 2 ngày 19 và 20 tại đây ban ngày vẫn có nắng với nhiệt độ đạt mức từ 31 cho đến 34 độ. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa tập trung nhiều ở phía Nam, các tỉnh từ Bình Định cho đến Bình Thuận. Sang ngày 21 thì mưa dông tăng rải rác trên toàn khu vực, nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 31 cho đến 33 độ. Tại vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới trời vẫn nhiều mây, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra nhiều và tăng lên vào thời điểm chiều tối và đêm. Người dân cần đề phòng có nơi có mưa vừa và dông mạnh, với nhiệt độ cao nhất chỉ đạt mức từ 26 cho đến 29 độ. Trở vào khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên thời tiết trong những ngày tới vẫn có mưa rào và dông nhiều, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới ngưỡng là 33 độ. Quay trở lại với thủ đô Hà Nội, trong 2 ngày 19 và 20 trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào đêm và rạng sáng, ngày thì vẫn có nắng nhẹ. Nhiệt độ giảm từ 1 đến 2 độ, phổ biến từ 29 đến 32 độ. Sang ngày 21 thì ban ngày trời nhiều mây và có mưa, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 28 đến 31 độ, trời mát mẻ. Trên biển quần đảo Hoàng Sa trong ngày mai thì vẫn duy trì mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 20 và ngày 21 thì mưa dông sẽ xảy ra nhiều hơn. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn giảm thấp dưới 10 km. Khu vực quần đảo Trường Sa vẫn là những ngày thời tiết xấu, có mưa rào và dông, tiềm ẩn cả lốc xoáy và gió giật mạnh, với gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 gây biển động. Tầm nhìn xa tiếp tục thấp dưới 10 km, các tàu thuyền đang hoạt động ở các vùng biển trên cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh ra khơi vào thời điểm này. Bản tin thời tiết cho 3 ngày tới của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trong ngày.